mình đẻ ra thông minh lắm, người Tàu rất là thông minh chứ không phải những chơi đâu. Người Tàu thông minh lắm á, thấy không, bên Tàu á, thấy không, bên này thấy không, cái món quần què gì nó chế ra không được hết trơn á, mà nó chế ra đặng ma hư á, ma hư là nó có việc nhiều đúng không. Nó chế ra được nhưng mà nó mau hư rồi nó bán thêm rồi nó có công an việc làm cho dân đó, tính ra là nó thông minh chứ nó đâu ngu đâu. Nếu mà nó ngu thì đâu có chế độ mà độ nó cho nó mau hư rồi nó bán thêm đúng không. Mấy người cứ nghĩ người ta ngon nhưng mà thật sự ra là ta thông minh hơn đó. Tại vì sao, ta chế độ cho mau hư mấy bạn đi mua nữa, chứ mà chế độ lâu hư á mấy bạn đâu có đi mua nữa đâu. Rồi sao nó có việc để nó làm, có việc để cho nó bán, đúng không hả nhỏ? Bởi vì mấy người Tàu rất là thông minh. Bởi vì mấy người cứ nghĩ là Tàu là nó làm đồ dở, nó làm đồ xịn cũng được nữa, nhưng mà tại vì nó không thích thôi chị Táo, hiểu không? Trung Quốc nó không thích làm đồ ngon thôi, chứ nó làm là được hết á. Nhưng mà tại vì nó làm cho mau hư đặng cho mấy bạn đi mua nữa, mà nó có công ăn việc làm, nó mới có đồ để bán hoài chứ. Nếu mà nó làm đồ mà xài bền quá là đâu có bán được nữa. Bởi vì mấy bạn không hiểu gì hết trơn. Phải hiểu là cái sâu, cái chiều sâu, cái hướng mà để mà nó kiếm tiền đó. Chứ mấy bạn đừng có nghĩ là nó làm đồ mau hư là nói nó là không có được thông minh. Cái đó là mấy bạn sai lầm. Nó rất là thông minh, nó thích làm đồ cho mau hư để nó bán được đó. Bởi vì mấy bạn không biết gì hết trơn. Thấy đồ ăn Tàu không? Đồ Tàu ăn ngon nha, đúng không chị Táo? Đồ Tàu ăn rất là ngon. Tụi Tàu nó nấu đồ ăn ngon lắm á. Tuy rằng nó không ăn nước mắm, nước mắm hay là cái gì, nhưng mà nó ăn, nó nấu đồ ăn rất là ngon. Cho nên Việt Nam mình có người Tàu mà nhập vô Việt Nam mình á, nó làm, nó pha chế lại rất là ngon. Mấy bạn không biết gì hết. Cho nên mấy bạn cứ khi dễ Tàu xong mà nó làm đồ mau hư quá, thật sự ra nó rất là giỏi. Thôi các bạn anh chơi đi, mình đi công chuyện chút, đi shop chút. Bạn Tâm lên chia sẻ đi. Tại sao anh Alex không gì chịu đi kiếm cái room nào có người Tàu đi để cho vô trong đó, để cho coi như là chia sẻ cho nó thông minh chút xíu, lấy chứ lại đi lấy vợ Tàu đi hả? À, cái tối ngày đội hát không muốn lại. Nói chứ ai làm gì làm, ai nói gì nói nha anh Alex, của nhà ta là coi như là không bao giờ biết giận nha. Đôi khi ngu ngu chút xíu vậy, lì lì chút xíu vậy, nhưng mà chơi chơi nha, không bao giờ biết giận nha, đúng không? Yeah. Cãi thì cãi vậy thôi, chỉ có đề tài thôi. Nói tóm lại là nguyên cả cái room này ai cũng ngu hết. Tại Alex vẫn giả bộ, giả nai, giả điên vậy thôi, chứ ông ổng thật là rất thông minh, để cho mấy bạn lên coi như là đem đề tài cho cãi thôi, đúng không? Ủa sao mình nói con què gì cũng đúng hết vậy? Ủa cái khúc này của Alex đâu phải của mình đâu, thôi mình đi xuống. Ở đây chỉ có con nậu, tụi thằng heo là nó khôn thôi anh ơi. Chứ còn ai cũng ngu hết á, đúng không? Chỉ có tụi mình mới là ngu đó, đúng không? Kiếp mình xét, đồng ý không? Ủa mẹ nó, tụi mình là chỉ ngồi đây để mà múa cho tụi nó có cái rung, tụi nó lên đây làm cha làm mẹ, đúng không? Nó như thằng heo giờ phay phay đi ăn sinh nhật mà được tung go về, được tiền xăng tiền nhớt, bây giờ phước là từ từ mới vô lại. Con nẩu cũng vậy đúng không? Giờ lo đi rước chị Dân Trang, lo mối Việt Kiều, chứ nó đâu có điên đâu, nó cầm cái bít đây hoài, đúng không? Việt Kiều đâu có khôn bằng tụi nó đâu. Anh em Alex nói cũng đúng đó, China mà nếu nó làm đồ cứ bền hoài thì đâu có ai mua đồ được nữa đâu. Bây giờ là phải làm như vậy để cứ mua ham rẻ rồi tiết kiệm tiền á, chửi Trung Quốc chứ xài toàn đồ Trung Quốc đó, mà nếu không có thằng Trung Quốc làm đồ rẻ tiền ở đâu mà xài nổi, đồ mắc tiền ở bên Mỹ này kinh tế đúng không, chưa trả tấu cơm này nè, nghèo ai mà tiền đâu mà đủ mà đi mua đồ hiệu với đồ mắc tiền đâu anh em lấy. Thì thế nè,
mua mấy cái máy bây giờ nó mới ra Soy Milk Maker 70-80 trăm mấy, mà trong khi đó nó y chang về bên kia, nó bán hàng sát đi đời xem, nó chỉ để cái hiệu, mà ở đây nó rẻ 2/3, 1/3, không? Tại sao phải mua bên này? Bên Amazon nó đóng thuế, nó kê lên cái cho mắt y chang hết. Chả đóng thơ mua nè, cũng bà đặt 7 cái đây nè. Đó, không có thằng Trung Quốc bán đồ rẻ tới đâu mà mua mà xài thế nào, nằm mừng gần chết, nãy giờ say uống nè. Để tại vì ăn uống này kia không có tốt, nó bệnh hoài. Bây giờ trời thương ra mấy cái máy này nó rẻ rẻ, tại chặt chém lúc mới ra. Bây giờ bắt đầu nó thịnh, mình xay ra mình uống, mình ăn không được mình phải uống. Mới xay miếng dưa tay thử cái máy mừng muốn chết, nằm ở đây nói chuyện nè. Thật ra anh em nét anh đâu phải anh ngu, mà là anh thiệt thật thà. Anh không phải như mấy cái người mà sân si bon chen đầu đường xó chợ, ta nói chuyện thật thà đàng hoàng. Còn mấy cái rung giang hồ là mấy cái rung mất dạy, nó thượng vàng hạ cám mà kiếp hành trái đúng không? Ông chỉ chẳng qua ông ham vui chứ không phải người ta ngu. Người ta có ăn có học làm ra tiền, biết lái xe Việt kiều mà ngu cái gì. Nhưng mà trong cái ngu tụi nó nói ngu đây là gì, là cái ngu của người ta để cho tụi nó khôn, đúng không? Để có cái đề tài thôi. Để cái kiến thức là nó khác, nó đâu có nằm trong chuyên môn người ta đâu. Chứ ra ngoài đời mới biết ai hơn ai thua, đúng không? Kiếp hành trái chứ nói trên này bơ bơ cái miệng. Cũng mà ra xã hội mới biết được đường dài, mới biết được sức ngựa, mới biết được chất lượng người ta như thế nào. Chứ còn bây giờ thời buổi sống ảo mà cứ kim kê mà nhiều cái hiệu, chứ là cái hiệu thôi quý vị. Mấy cái xe mà đời mới mà cái gì nó mới ra trên thị trường thì thấy như vậy cho sang. Giống như Trái Tốt Thơm nè, có cái điện thoại iPad cũ của ba của Trái Tốt Thơm xài rồi không xài, đưa nó thấy ghét lắm, người nhỏ xíu, khó khăn tùm lum, ạp nọ ạp kia, bấm muốn xỉu luôn. Thấy đường mình dốt nó bấm tắt hoài, tắt gần cả tiếng, máy muốn đập bữa hôm điện mấy lần dập con đất, cái thấy ghét cũng ra dậm luôn cho tan luôn. Ủa mẹ thiệt tình, chứ chỉ là cái máy kim thôi quý vị. Cho nên tùy theo cái nhu cầu mình xài cái gì dễ bấm, dễ thấy đường, dễ lên nét xuống nét là mừng rồi. Chứ bây giờ chạy đua đồ hiệu nó nhức đầu lắm. Thì nó mình dốt mà rồi cái điện thoại nó có tí nị là mà làm sao mà họ bấm được cũng hay. Mình phục mấy cái người Việt Nam ở trong nước họ rất là giỏi nha, họ giỏi cái đòi xài điện thoại đó nghe không? Đấy cái này phải công nhận phục. Trời ơi, họ test tôi gửi những cái test này test kia đó, hay thì hay, họ làm cầm cái điện thoại rất là hay, tin nhắn này kia còn giỏi hơn mình bên Mỹ không biết bấm ở đâu. Nội vô bao thoát mà muốn chết từ qua giờ đó. Nè, ai muốn mít thì lên, hồi nãy mình có cái ý tưởng mình lên, mình định hỏi thằng ba đệ, cái nó bị lạc đề tài lên không được, cái mít yếu quá. Quỷ tam đệ đâu rồi? À quên, biết gì không, anh em lấy đi lên hỏi thằng tam đệ. Trời ơi, tụi Việt Nam là mình phục đó, cậu Tư hồi năm xưa là nó xài điện thoại, nó gửi tin nhắn chắc chắn, tại sao đúng không nậu? Tại vì tụi nó ở Việt Nam bắt buộc kinh tế khó khăn, ai dám nói điện thoại hoài nạp thẻ, cho nên hồi đó hay test chat đó cậu Tư, đúng không? Người ta test chat và đỡ hao phút hao tiền đó, đúng không? Rồi cái họ thành tố quen, họ giỏi lắm, 20 năm rồi là họ đã xài, họ giỏi rồi thật. Test này test kia, tin nhắn nhắn tin này kia đó. Bên Mỹ mình không biết bấm ở đâu, chật vụt vốt không thấy đường đó, nó bấm hay thiệt là hay. Họ nhiều cái giỏi lắm, dân Việt Nam mình chỉ nghèo thôi. Đi lên hỏi anh tam đệ, anh ba đủ của tụi nó, anh tam đệ là hồi nãy thấy thằng tam đệ nó để cái laptop rồi nào lét, chú ý là cái laptop của thằng quỷ tam đệ, nó nói nó đi xe nó đủ xăng 2.000 đô mỗi lần đổ, mà trong khi đó cái laptop của nó hình như ở Goodwill tiệm đồ cũ hay sao đó. À, tôi thấy cái Windows 7 nhà nào lấy, anh phải khám phá khúc này. Windows y như máy nhà tôi nè, đại gia bây giờ ta lên Windows máy luôn chứ đâu phải. À, tôi có bị em nha quý vị, có chuyện có bồ câu đưa tin để xuống coi vụ gì. Nói chung ra đó là độ Trung Quốc nó làm ra, nó chế ra đó là để cho mấy người mà trung lưu với hạ lưu người ta xài, hiểu không?
Còn mấy cái đồ mắc tiền của mấy nước châu Âu, của Mỹ, của Úc thì cho mấy người ta có tiền chút ta xài. Còn đồ Trung Quốc là ai cũng có thể xài được hết trơn đó. Cho nên nó làm ra là nó phải có cái này cái kia. Cũng giống như điện thoại vậy đó. Điện thoại iPhone mà đời mới ra đó, mấy người mà nghèo, mấy người không có tiền đâu mua nổi, người ta phải xài Samsung. Chứ mà nó chế ra đồ mà mắc tiền hết trơn rồi đâu có ai xài nổi. Đúng không? Mà thế giới này là người nghèo chiếm nhiều hơn người giàu mà. Thế giới này người nghèo chiếm nhiều hơn người giàu, là chứng minh là người giàu á ít hơn người già nghèo. Thì á, là người ta đó là ta, nếu mà ta tính tỷ lệ phần trăm đó là người nghèo đông hơn thì người ta sẽ nhiều hơn thì người ta sẽ thắng, đúng không? Có ai nói số ít mà đòi thắng số nhiều đâu. Thường thường người ta nói là số đông thắng số ít thôi. Bởi vì là người nghèo ít nhiều hơn người giàu. Cho nên mấy bạn á, là cứ nghĩ là cái 1 triệu không à, phải nghĩ 2 triệu. Hello mãi mãi dễ thương của Hào Nam.